Hey guys, welcome back to my videos. Uh, xin chào tất cả các tình yêu đã quay trở lại với những cái chuỗi video sinh viên e học gì của mình. À, uh, xin tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hiện tại mình là sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX Ok và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với bộ môn là uh, đạo đức kinh doanh Đây cũng chính là một bộ môn mới mà mình tìm hiểu thôi do thầy Nguyễn Đình Hùng giảng dạy Thì hôm nay chúng ta không nhìn mặt nhau qua video nữa mà hãy cùng nhau phân tích cũng như là ghi âm những cái câu từ trong cuốn sách đạo đức kinh doanh của thầy Hùng nhé Ok, và hôm nay mình sẽ cùng nhau đi đến cái chương 7 à, Trong phần tìm hiểu về những cái phần về đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp Ok, let's get it Chương 7 Truyền thông và cung cấp ý kiến phản hồi Truyền thông về các tiêu chuẩn và nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý Đảm bảo nhân viên tuân theo các tiêu chuẩn và đáp ứng mong đợi Truyền thông và phản đồi và phản hồi về đạo đức kinh doanh Chương này xem xét hai yếu tố cần phải biết tối cần thiết của một chương trình đạo đức kinh doanh. a. các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng về truyền thông và b. biết được điều gì đang diễn ra trong doanh nghiệp. truyền thông trong doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm. r. e. p. e là thông tin chung nghĩa nghĩa là chủ sở hữu và nhà quản lý cố gắng đảm bảo rằng nhân viên và người thừa hành hiểu được các tiêu chuẩn, kỳ quy trình và kỳ vọng của mình. Và tương tự như vậy, chủ sở hữu và nhà quản lý, người giám sát, công nhân và người thừa nhận có thông tin họ họ cần khi họ cần. Một OPE cũng thông tin liên lạc với các bên liên quan bên ngoài để nêu dưỡng các những mong đợi hợp lý và xác định được mức độ hài lòng của các bên liên quan. Truyền thông và cung cấp phản hồi Để một doanh nghiệp có trách nhiệm, tất cả các bên liên quan phải hoàn toàn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong hoạt động của cơ sở hạ tầng, đạo đức kinh doanh, hơn nữa, các nhà quản lý phải biết được các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp có thỏa đáng để đáp ứng được mong đợi hợp lý của các bên liên quan hay không. Chương này mô tả cơ sở hạ tầng và tập quán tốt nhất mà một RPE sử dụng để thông tin liên lạc về các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của mình và đảm bảo rằng chúng được tuân thủ và đáp ứng. Các chủ sở hữu và nhà quản lý tự hỏi hai câu cơ bản sau. một, Làm thế nào để chúng ta có thể truyền thông về những tiêu chuẩn và quy trình của mình một cách hiệu quả và nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan? 2. Làm thế nào để chúng ta có thể biết rằng nhân viên của mình tuân theo các tiêu chuẩn này và rằng mong đợi hợp lý của các bên liên quan được đáp ứng. Truyền thông về các tiêu chuẩn và nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý. Đặc điểm văn hóa chủ yếu của một doanh nghiệp là mức độ mà kiến thức của nó được chia sẻ. Truyền thông trong một EPE không phải là từ trên xuống mà trái lại. Nó tuôn chảy theo các theo tất cả các hướng. Cách truyền thông các yếu tố của một chương trình đạo đức kinh doanh là một phần không thể thiếu của chương trình. Đối với đa số các bên liên quan khác, các chủ sở hữu, cách các chủ sở hữu và nhà quản lý truyền thông về giá trị mà họ đặt vào chương trình truyền thông qua những lựa chọn của họ. Những lời họ nói, những điều họ làm hoặc không làm sẽ quyết định ý nghĩa của chương trình. Ghi chú thực tiễn, luồng thông tin và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khiếm khuyết trọng tâm của trình độ phát triển hiện nay, xét theo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp xuất phát từ sự yếu kém của động lực thúc đẩy và tạo sức sống cho nó. Đó là thông tin phù hợp với thị trường, đáng tin cậy và có thể đối chiếu. Không có thông tin có chất lượng, người tiêu dùng và nhà đầu tư không thể nêu lên sở thích một cách tích quán và chính xác thông qua thị trường. Và các nhà quản lý không thể đưa ra những quyết định thay đổi hiệu quả và chiến lược trong quy trình sản xuất và thiết kế sản phẩm. Trên cả việc làm tốt, Pigeon Goodies Xây dựng chương trình truyền thông để chủ sở hữu và nhà quản lý thông tin liên lạc về hành vi kinh doanh có trách nhiệm họ phải xuất phát từ một chương trình truyền thông có khả năng cung cấp một thông điệp rõ ràng và nhất quán về ý nghĩa của doanh nghiệp có trách nhiệm chương trình này phải bao gồm toàn bộ nhân viên và người thừa hành của doanh nghiệp và phải vươn xa hơn thế nữa để đến với tất cả các bên liên quan khác khi thích hợp truyền thông chính thức là khía cạnh rõ ràng nhất tuyên bố của chương trình bản tin của công ty giới thiệu nhân viên mới chương trình đào tạo áp phích báo cáo thường niên và báo cáo về trách nhiệm xã hội các bài diễn văn và cuộc họp Truyền thông không chính thức có thể giữ hình thức các nhà quản lý giải thích cách họ đi đến một quyết định các công nhân có kinh nghiệm nói với những người mới làm về cách mọi thứ ở đây thực sự hoạt động như thế nào. Và tất cả các kiểu tin đồn và ngồi lê đôi mắt chủ sở hữu về nhà quản lý phải cẩn thận đối với cả hai hình thức truyền thông. Nếu thông tin chính thức kể một câu chuyện còn thông tin thì không chính thức lại kể một câu chuyện khác thì các bên liên quan sẽ trở nên bực bội và nghi ngờ. Khi lên kế hoạch cho chương trình truyền thông, chủ sở hữu và nhà quản lý cần xác định các bên liên quan và ưu tiên hóa những nỗ lực truyền thông trong số các bên này. Họ phải cân nhắc cách tốt nhất để thông tin đến được với các bên liên quan cụ thể. Với mọi khía cạnh khác của một chương trình đạo đức kinh doanh, chương trình truyền thông phải thể hiện hiểu biết chính xác về bối cảnh liên quan và văn hóa tổ chức. Chương trình truyền thông cũng phải giải quyết cách thu nhập ý kiến phản hồi và đáp lại những ý kiến phản hồi của của nhân viên và các bên liên quan khác. Ý kiến phản hồi giúp cho doanh nghiệp theo dõi xem các tiêu chuẩn mà và quy trình của doanh nghiệp có được biết đến và tuân theo hay không và mong đợi hợp lý của các bên liên quan có được đáp ứng hay không. Biết đối tượng của mình là ai? Đối với RPE, đối tượng truyền thông bao gồm tất cả các bên liên quan, các bên này và lợi ích của họ được xác định thông qua quá trình và giả soát bối cảnh liên quan và văn hóa tổ chức được mô tả trong chương 4. Thông qua những quá trình này, chủ sở hữu và nhà quản lý mới hiểu rõ doanh nghiệp cần phải làm gì để chương trình đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả. Các bên liên quan, dù là bên ngoài hay bên trong doanh nghiệp thường nhìn nhận tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp từ những góc độ rất khác nhau. Khi truyền thông với các bên liên quan thì phải điều chỉnh để hướng dẫn hành vi của họ thay nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý cho phù hợp. Các bên liên quan trong doanh nghiệp có thể được phân loại dựa trên mối quan tâm của họ đối với đạo đức. Một số nhân viên là những người nhiệt tình về đạo đức, những nhân viên này có quan điểm và trách nhiệm của doanh nghiệp đủ mạnh mẽ để ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cơ quan làm việc của họ. Những người khác là những người có cam kết đạo đức, các nhân viên này nói chung đã áp dụng những tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp, nhưng vẫn cần được hỗ trợ. Họ cần được đảm bảo rằng lựa chọn và hành động của mình sẽ đáp ứng được mong đợi của doanh nghiệp. Họ cũng cần biết rằng nếu họ tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình của doanh nghiệp, họ vẫn có thể thành công. Ví dụ như đa số các nhân viên đều nhẹ nhõm khi biết rằng hối lộ và các hành vi tham nhũng các khác bị cấm cho doanh nghiệp, nhưng họ sẽ lo âu khi thấy chủ sở hữu và nhà quản lý lờ đi khi các nhân viên khác tiếp tục hối lộ đại lý mua hàng để đạt chỉ tiêu hay được để được thưởng. Những nhân viên khác không nhận thức được đạo đức. Những nhân viên này không nhận thức được hoặc chưa nắm được những tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng này và cần được giáo dục về tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng, về vai trò và trách nhiệm của cá nhân và nhân viên về cơ sở hạ tầng đạo đức kinh doanh được thiết lập để đảm bảo các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng đó được tôn trọng. Ngoài ra còn có những nhân viên khác thách thức đạo đức. Họ đã lặng lẽ chối bỏ những tiêu chuẩn và quy trình của doanh nghiệp vì chúng làm cho cách làm việc sinh lợi như cũ của họ khó khăn hơn. Những người này cần phải được tư vấn rằng A. Doanh nghiệp đã quyết tâm thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng và B. Sẽ không chấp nhận tình trạng đi chệch khỏi những điều này. Thường những người này sẽ tự đặt mình ra khỏi doanh nghiệp khi họ công nhận rằng chủ sở hữu và nhà quản lý được thực sự cam kết. Nếu không, chủ sở hữu và nhà quản lý phải đặt nền móng để loại bỏ hay cô lập họ như được thảo luận trong chương 8 cũng có thể phân loại tương tự như vậy với các bên liên quan bên ngoài thông điệp của doanh nghiệp cần phải tạo ra tiếng vang vang với các bên liên quan bên ngoài nhất định có thể coi những người này như đồng minh tiềm năng ví dụ như một số nhóm vận động liên quan sẽ hợp tác với một RPE để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn tác động của các hoạt động của doanh nghiệp đối với những người khác nếu các nhóm này tin rằng doanh nghiệp quan tâm đến việc tìm ra giải pháp thỏa mãn chung. Những bên có lợi ích liên quan khác có ý định tốt nhưng không thân thiện với doanh nghiệp vì họ không hiểu được mục đích của doanh nghiệp hoặc những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Ví dụ như trường hợp giữa tổ chức vận động Greenpeace và một đơn vị của công ty Royal Dutch Self về việc tiêu hủy thiết bị khoan dầu dưới biển sâu đã sử dụng được gọi là Brent Spar, mâu thuẫn xoay canh phương pháp tiêu hủy nào sẽ gây ít tác hại với môi trường nhất. Greenpeace không sẵn sàng xem xét bất cứ phương pháp nào ngoài chôn lấp. Royal Dutch Self phải nghiên cứu khoa học về chương phương pháp tiêu hủy của mình và phải xem xét các yếu tố xã hội, đạo đức, thẩm mỹ, pháp lý và kinh tế cùng với các bằng chứng khoa học. Cuối cùng, Prince Bar được tái chế trong một bến nhà bến phà, nhưng tất cả các bên tham gia vào mâu thuẫn này đều phải chịu tổn thất tài chính và tổn hại danh tiếng. Royal Dutch Self Green Pit và chính phủ hoàng gia Anh người đặt bút phê chuẩn về tiêu hủy thiết bị khoan dầu dưới biển sâu. Cuối cùng một số có một số bên liên quan bên ngoài, một số người khác lại chống đối hoạt động kinh doanh cụ thể của một doanh nghiệp cụ thể. Ví dụ như ở các quốc gia hồi giáo, sản xuất các sản phẩm thịt lợn hay rượu là không chấp nhận được. Một số nhóm liên quan vẫn còn nghi ngờ Nest, Nestle, công ty thực phẩm và nước uống của Thụy Sĩ vì đã tiếp thị sữa bột cho trẻ em ở những quốc gia nghèo đói không có đủ khả năng vệ sinh cũng như khả năng đọc chữ để sử dụng sản phẩm một cách thích hợp. Một số nhóm liên quan khác sẽ không bao giờ công nhận những công ty sản xuất thuốc lá hay những nhà thầu vũ khí. Phòng thủ là những doanh nghiệp có trách nhiệm. Để một doanh nghiệp khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan như vậy thì chương trình truyền thông hiệu quả phải công nhận những mối quan ngại của họ hoặc cả trực tiếp càng tốt mà không phải hy sinh những niềm tin cốt lõi. Ví dụ như báo cáo trách nhiệm xã hội của công ty thuốc lá. British American Tobacco mô tả các hoạt động xã hội và môi trường của mình đồng thời công nhận rằng một số người sẽ không bao giờ coi một công ty thuốc lá là mang tính trách nhiệm đánh giá nhu cầu Trước khi thiết kế một chương trình truyền thông, chủ sở hữu và nhà quản lý phải tiến hành phân tích các nhu cầu để xác định các bên liên quan cần biết gì. Nói chung, chắc chắn là phải truyền thông về tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp cho nhân viên và người thừa hành. Ít có khả năng là đa số nhân viên hay nhiều bên liên quan sẽ đọc các tài liệu về chương trình đạo đức kinh doanh từ trang đầu đến trang cuối. Ngay cả nếu một số bên liên quan có đọc tài liệu này thì chủ sở hữu và nhà quản lý vẫn muốn thường xuyên nhấn mạnh và cam kết tuân thủ chương trình của họ. Để thiết kế một để thiết kế được một chương trình truyền thông hiệu quả, chủ sở hữu và nhà quản lý cần có hiểu biết không chỉ về đối tượng mà còn phải hơn thế rất nhiều. Như mô tả trong biểu mẫu RPE9 là cuối chương này, ba giám đốc nên sử dụng một số công cụ đánh giá chuẩn như phỏng vấn các nhóm tập trung, điều tra, xem xét tài liệu và quan sát trực tiếp để hỏi những câu hỏi sau. Nhân viên và các bên liên quan khác phải đối mặt hay lo lắng về những vấn đề kỳ hành vi kinh doanh có trách nhiệm nào nhân viên và các bên liên quan khác phải biết những gì để có thể hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình và đưa ra những mong đợi hợp lý ở của doanh nghiệp. Làm thế nào để nhân viên và các bên liên quan khác biết được họ được mong đợi phải làm những gì và họ có thể mong đợi những gì? Doanh nghiệp có những phương pháp truyền thông nào để tiếp cận các bên liên quan cụ thể? Dựa trên những tiêu chí nào để đánh giá công tác truyền thông thành công? Sử dụng biểu mẫu RPE9 cùng với các biểu mẫu khác như biểu mẫu RPE2 và 4 Xem chương 4 sẽ giúp ban giám đốc xác định cần truyền thông về cái gì, cho ai và như thế nào. Với thông tin thu thập được, một số công tác có thể xây dựng một kế hoạch để thiết kế một chương trình truyền thông toàn diện. Thông thường, nhóm liên quan quan trọng nhất cần phải tiếp cận là khách hàng, nhân viên và người thừa hành. Nhóm tiếp theo trong danh sách ưu tiên là nhóm tài chính, chẳng hạn như chủ sở hữu và nhà đầu tư, sau đó là các nhóm vận động liên quan cụ thể. Ba giám đốc phải thực hiện phân tích này một cách cẩn thận để đảm bảo rằng thông điệp của mình về tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng được truyền thông càng hiệu quả và năng suất càng tốt. Có lẽ quan trọng nhất đối với thành công của chương trình dài hạn là xem xét các tiêu chí được sử dụng để xác định xem một chương trình có thành công hay không. Tối thiểu là ba giám đốc phải nắm rõ rằng chương trình truyền thông có đóng góp cho việc gặt hái kết quả mong đợi của toàn bộ chương trình, chương trình chung. Sản phẩm của quá trình phân tích nhu cầu này nên là một báo cáo tóm tắt, trong đó mô tả tình hình chương trình, các đối tượng, nguồn lực và giới hạn của chương trình và kết quả mong đợi. Bước tiếp theo là thiết kế một chương trình truyền thông bằng cách sử dụng báo cáo tóm tắt. Truyền thông với tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng. Tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của hành vi kinh doanh có trách nhiệm phải được thông tin qua tất cả các phương tiện mà đối tượng doanh nghiệp hướng đến có thể tiếp cận tốt. Một số phương tiện do pháp luật quy định, ví dụ như báo cáo thường niên cho các bên liên quan hay đánh giá các tác động môi trường cho cơ quan chính phủ, một số phương tiện khác do phong tục hay thực tế quy định, ví dụ như bản tin hay trang web của doanh nghiệp, một số phương tiện lại là tập quán tốt nhất mới xuất hiện, chẳng hạn như sáng kiến báo cáo toàn cầu và AA 1000S, một khuôn khổ kế toán cho hoạt động của tổ chức. Một phần quan trọng của mọi chương trình truyền thông là giáo dục, đào tạo và phát triển đối với APE, Đào tạo phải toàn diện để cho một toàn bộ một doanh nghiệp trở nên có trách nhiệm. Mỗi nhân viên và người thời hành của doanh nghiệp phải có kỹ năng, kiến thức, hiểu biết và thái độ cần thiết để cùng hợp tác với nhau và đạt được các mục tiêu và mục đích của doanh nghiệp. Vận động cho chương trình thông qua diễn văn của ban giám đốc. Không còn nghi ngờ gì nữa là khi chủ sở hữu và nhà quản lý phát biểu, nhân viên và các bên liên quan khác lắng nghe ít nhất là ở một mức độ nào đó. Nhân viên và các bên liên quan khác cũng ảnh cảnh giác với những gì không được phát biểu không thua thậm chí là hơn những gì được phát biểu. Chủ sở hữu và nhà quản lý phải đặc biệt lưu ý đến rủi ro khi chỉ đề cập đến những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp hay chương trình đào tạo đ... hay chương trình đạo đức kinh doanh trong những dịp đặc biệt. Nhân viên và người thừa hành sẽ cho rằng mục đích, giá trị và tiêu chuẩn của doanh nghiệp ít khi được tàn bàn đến. Ví dụ có một tổng giám đốc CEO nổi tiếng về việc chỉ định chỉ đề cập đến chương trình đào tạo chỉ đề cập đến chương trình đạo đức kinh doanh một lần trong năm. Đa số nhân viên sẽ nhận ra rằng mặc dù ông ta hết lời ca ngợi chương trình này, Chương trình trong ngày được dành riêng để tán dương chương trình Ông ta không bao giờ đề cập đến hay hỏi han đến chương trình này, này Vào bất cứ dịp nào khác Đặc biệt là khi giới thiệu một chương trình đạo đức kinh doanh Các nhà quản lý phải chấp nhận rằng Thông điệp của họ có thể chỉ được chào mừng một cách ngờ vực Đó là lý do vì sao chương ban nhất nhấn mạnh rằng Chương trình đạo đức kinh doanh phải được đối xử với tất cả tính nghiêm túc của một chiến lược Cung cấp các tiêu chuẩn nội quy quy trình và kỳ vọng như đã nhấn mạnh ở chương 5, những tài liệu thiết lập các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng về hành vi kinh doanh có trách nhiệm chỉ là bước khởi đầu của một chương trình đạo đức kinh doanh. Khi nhân viên và các bên liên quan chính thức tham gia soạn thảo các tài liệu cơ bản hướng dẫn và thiết lập những mong đợi thì quá trình truyền thông đã bắt đầu. Trên thực tế, riêng hành động bổ nhiệm người làm tư vấn cho dự án như được mô tả trong chương 3 đã bắt đầu thông điệp cho thấy ban giám đốc coi trọng chương trình đạo đức kinh doanh của mình đến đâu khi phân phối các bản sao về tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng đối với hành vi kinh doanh có trách nhiệm đến từng nhân viên và người thừa hành và đòi hỏi họ phải công nhận rằng đã nhận được các tài liệu này thì đây là một bước quan trọng. Đối với những nhân viên mới được tuyển vào doanh nghiệp, những tài liệu thiết lập các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng về hành vi kinh doanh có trách nhiệm phải là một trong những vấn đề đầu tiên cần đề cập trong buổi đầu hướng dẫn họ. Một số doanh nghiệp bắt đầu thảo luận về các giá trị cốt lõi của mình ngay từ quá trình tuyển dụng. Một doanh nghiệp Goldsmask đã đưa ra một bản nội quy của mình và hợp đồng tuyển dụng trong ủy ban châu âu nơi hợp đồng với nhân viên được sử dụng để quy định về các điều khoản và điều kiện thuê mướn nhân viên thường phải xác nhận tuân thủ với nội quy thì hợp đồng mới có giá trị một số công ty cung cấp các thẻ có kích thước vừa để được trong ví trên thẻ có in niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp và thông tin liên hệ về đạo đức kinh doanh cho tất cả nhân viên một số công ty khác lại in những thông tin này ở mặt sau thẻ nhân viên dán thông báo bản tóm tắt hay danh sách các nguyên tắc một cách hiệu quả về chi phí để tăng cường thông điệp về hành vi kinh doanh có trách nhiệm là dán niệm yết cách những niềm tin cốt lõi của công ty trong hành lang, phòng họp và nơi làm việc cũng như trên bảng thông báo. Khi doanh nghiệp phản ứng lại một cuộc khủng hoảng thì về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, nhà quản lý bắt đầu cuộc họp bằng cách thắc nhắc lại các nguyên tắc kinh doanh hay các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp khác lại yêu cầu cần phải bắt đầu tất cả các cuộc họp bằng vài hướng dẫn an toàn cụ thể, trong đó có nêu lối thoát hiểm để tăng cường giá trị cốt lõi về sức khỏe và an toàn của nhân viên. Điểm yết là một cách để truyền thông, nhưng chủ sở hữu, nhà quản lý và người giám sát cần đảm bảo rằng thông điệp được hiểu rõ. Ví dụ, khi một công nhân được hỏi chất lượng, có nghĩa là gì? Anh ta trả lời, tôi không biết nhưng quản đốc của tôi nói rằng khi có ai hỏi tôi thì tôi phải chỉ vào áp phích ở trên tường. Đưa lên trang web, càng ngày các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng về hành vi kinh doanh có trách nhiệm càng được thông báo trên trang web hay mạng, xã, hay mạng nội bộ. Thông tin này thường nêu các niềm tin cốt lõi, tuyên bố về nguyên tắc kinh doanh và báo cáo thường niên của công ty. Càng ngày càng có nhiều trong ghép thông báo toàn bộ, thông báo toàn bộ nội quy hành vi, thông tin liên hệ của các của các nhân vật chủ chốt trong chương trình đạo đức kinh doanh và thông tin và cách tìm kiếm lời khuyên và trình bày quan ngại. Hiện nay một số cơ quan đưa cả báo cáo về trách nhiệm xã hội lên trong ghép phần này sẽ được bàn chi tiết hơn ở chương 10. Xuất bản bài báo và bản tin có thể tăng thường kỳ các bài báo hay cột báo về hành vi kinh doanh có trách nhiệm trong ấn phẩm của doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp lớn, chương trình đạo đức kinh doanh có thể có bản in bản tin riêng của mình. Dù dùng phương tiện gì, các bài báo có thể đề cập đến những vấn đề mà ban giám đốc đặc biệt quan tâm. Những vấn đề này bao gồm các lĩnh vực rủi ro nghiêm trọng, mô hình hành vi gây lo ngại hay các cơ hội để nâng cao danh tiếng của doanh danh tiếng của danh tiếng của doanh có trách nhiệm là một chương trình là trong là một trong những hoạt động chủ chốt để liệt kê mô hình logic chương trình được xây dựng trong chương 4, biểu mẫu API.1. Chương trình đào tạo nên thể hiện văn hóa tổ chức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải dự kiến trước hành vi mong đợi thông qua chương trình đào tạo. Đào tạo cũng đóng góp vào kết quả mong đợi của chương trình đào đức kinh doanh. Ví dụ như kết quả mong đợi của chương trình đạo đức kinh doanh là nhân viên sẵn sàng công nhận những vấn đề về hành vi kinh doanh có trách nhiệm và nói về những vấn đề này trên cơ sở của những niềm tin cốt lõi, tiêu chuẩn và quy trình của doanh nghiệp thì chương trình đào tạo gồm toàn bài thuyết giảng sẽ không thành công. Khi nhân viên thông không quen với việc được hỏi xem họ sẽ xử lý các vấn đề quan trọng như thế nào, chưa nói đến việc đặt ra các vấn đề ấy ra sao, thì chương trình đào tạo phải thể hiện cách thức, cách thực hiện việc này và khuyến khích nhân viên tham gia khi mức độ thoải mái của họ tăng lên. Thiết kế chương trình Mục đích của chương trình đào tạo phụ thuộc vào bối cảnh liên quan, văn hóa mục tiêu và mục đích của công ty và kết quả mong đợi của toàn bộ chương trình đạo đức kinh doanh nói chung. Về thiết kế chương trình đào tạo bắt đầu bằng báo cáo, bằng báo cáo tóm tắt đánh giá nhu cầu truyền thông, biểu mẫu RPE9. Chương trình đào tạo phải dựa trên cơ sở niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp, nó phải thể hiện áp lực của bối cảnh và văn hóa tổ chức của doanh nghiệp. Mục tiêu hàng đầu của chương trình đào tạo là đóng góp tích cực vào quá trình đạt há kết quả mong đợi của chương trình tối thiểu là các buổi đào tạo phải đòi hỏi nhân viên trở nên quen thuộc với luật với luật pháp và quy chế liên quan cũng như với quy trình báo cáo và điều tra các lo ngại về hành vi kinh doanh có trách nhiệm công cách công tác đào tạo phải nâng cao nhận thức về nhận đạo đức của nhân viên của nhân viên và phải nêu các vấn đề đạo đức và những lo ngại liên quan đến nhu cầu của họ cũng như của doanh nghiệp đào tạo cũng phải kiểm tra các tiêu chí để ra quyết định mang tính đạo đức xem phụ lục a để thấy ví dụ về một mô hình ra quyết định dựa trên kết quả một chương trình đào tạo có thể bao gồm một số chủ đề tương ứng với từng kết quả mong đợi của chương trình. Khi sử dụng biểu mẫu APE 10 ở cuối chương này, các nhà thiết kế chương trình có thể đảm bảo rằng mục tiêu đào tạo đóng góp vào việc đạt được những kết quả mong đợi của chương trình. Đạo đức kinh doanh phải tập hợp cả đội ngũ xây dựng chương trình đào tạo bao gồm các thành viên đại diện cho doanh nghiệp và các đại diện khác các bên liên quan ở ngoài, chẳng hạn như khách hàng. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, tất cả học viên phải tự tin rằng họ biết doanh nghiệp mong đợi gì ở họ và ngược lại họ có thể mong đợi gì ở doanh nghiệp. Họ phải công nhận các vấn đề về hành vi kinh doanh có trách nhiệm và có đủ tự tiên và dũng cảm để ra quyết định đúng, giải trình về quyết định đó trước những người thích hợp và hành động tương ứng. Họ phải hiểu chương trình đạo đức kinh doanh liên quan như thế nào đến những vấn đề chiến lược cho cả API nói chung. Để một chương trình đạo đức kinh doanh đóng góp vào kết quả mong đợi, cần phải đặc biệt nhấn mạnh vào đối ngoại, đối thoại và ra quyết định về những vấn đề hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Ngoài việc phát triển kỹ năng lắng nghe, phản hồi và đánh giá đúng cho nhân viên của doanh nghiệp chương trình đào tạo phải truyền đạt được mong ước chân thành của ban giám đốc là có thể nắm rõ các tiêu chuẩn và quy trình của doanh nghiệp có được tuân thủ hay không và những mong đợi của các bên liên quan có được đáp ứng hay không chương trình cũng phải thể hiện cam kết của ban giám đốc trong việc hỗ trợ những nhân viên và các bên liên quan muốn tìm kiếm lời khuyên và báo cáo quan ngại của mình nhiệm vụ này thuộc bù doanh nghiệp không chỉ khuyến khích cá nhân sẵn sàng tìm kiếm lời khuyên và trình bày quan ngại mà còn giải thích cho những người không sẵn sàng vì sao sự im lặng của họ lại gây bất lợi cho hoạt động của doanh nghiệp một kết quả mong đợi điển hình là nhân viên và người thừa hành sẽ sử dụng khả năng đánh giá tốt để giải quyết các vấn đề hành vi kinh doanh có trách nhiệm đối với opi ra quyết định đạo đức chính là một hình thức học tập qua hành động đó là một công cụ mà nhân viên và người thừa hành phải sử dụng để học cách theo đuổi mục đích và của doanh nghiệp và đáp ứng mong đợi hợp lý của các bên liên quan tối thiểu là ban giám đốc phải cung cấp một quá trình ra quyết định mà trong trường hợp cụ thể tạo điều kiện cho nhân viên và người thừa hành của mình công nhận vấn đề nắm bắt được tương đối các dữ liệu liên quan đã cân nhắc các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp xem xét những phương áp sẵn có có thể bảo chữa cho quyết định hay hành động của họ thực hiện chương trình giảng dạy một số nguyên tắc quy định đặc điểm của các chương trình đào tạo hiệu quả về hành vi kinh doanh có trách nhiệm trước hết chương trình phải diễn đạt cụ thể về các niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp chứ không chỉ dạy về chúng thứ hai chủ sở hữu và nhà quản lý phải tham gia vào công tác đào tạo theo những cách có ý nghĩa và tìm nhìn thấy được thứ ba chương trình lên công nhận những giá trị cá nhân của những cá nhân liên quan nhưng không được phụ thuộc vào những giá trị này thứ tư chương trình phải mang tính toàn diện chứ không chỉ giới hạn và công tác đào tạo cụ thể về hành vi kinh doanh có trách nhiệm cuối cùng chương trình phải bao gồm phần lập kế hoạch hành động và tiếp tục theo dõi để tăng cường bài học tiếp thu được thể hiện các niềm tin cốt lõi khi mục tiêu mong đợi của chương trình là công nhận các vấn đề, đối thoại và ra quyết định đạo đức, chương trình đào tạo phải phát triển những kỹ năng và cung cấp kiến thức cần thiết để áp dụng chúng. Đối với người lớn vốn có khuynh hướng học tập tốt nhất khi làm việc, phương pháp đào tạo tốt nhất thường có sự cân đối giữa bài giảng để giới thiệu hay xem xét các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng và những nghiên cứu tình huống dưới sự hướng dẫn của giáo viên, của giảng viên. Khi phát triển kỹ năng và truyền đạt kiến thức, chương trình cần phải diễn đạt cụ thể những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp và kết quả mong đợi của chương trình các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng chiều tượng sẽ mang ý nghĩa đối với nhân viên khi được giải thích dựa trên các niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp thảo luận những quy tắc quy định việc hối hận hối lộ và tham nhũng vì chúng nằm trong nội quy hành vi là một chuyện còn kể chuyện về cách áp dụng các quy tắc này trong thực tế lại là một chuyện khác ghi chú thực tiễn diễn đạt cụ thể về niềm tin cốt lõi bằng cách kể chuyện trong khi đào tạo chuyên viên đạo đức kinh doanh của một doanh nghiệp lớn phức tạp kể một câu chuyện về một giám đốc vùng đã để cho một đã để cho một đợt hàng lớn nằm chờ ở một bến tàu, trong nhiều tuần lễ chứ không chịu đưa hối lộ với sự hỗ trợ tuyệt đối của doanh nghiệp. Một chuyên viên đạo đức kinh doanh khác lại kể câu chuyện về một giám đốc phải đến văn phòng chính của công ty khi có tai nạn xảy ra và nhân viên bị thương nặng. Vị giám đốc này phải mô tả được điều gì đã xảy ra, vì sao nó xảy ra và vị giám đốc ấy đã làm gì để đảm bảo điều này không xảy ra một lần nữa. Sự tham gia của chủ sở hữu và nhà quản lý phi toàn bộ công tác đào tạo phải thể hiện bối cảnh liên quan và văn hóa tổ chức của doanh nghiệp không thể xác định cụ thể cách nào là chính xác để khuyến khích sự tham gia của các chủ sở hữu và nhà quản lý một yêu cầu chủ chốt là các bên liên quan đặc biệt là nhân viên phải tin rằng ban giám đốc hoàn toàn hỗ trợ cho công tác đào tạo có nhiều hình thức để ban giám đốc tham gia một số doanh nghiệp sử dụng đào tạo theo tầng, trong đó CEO đào tạo cấp dưới trực tiếp của mình. Đến lượt những người này lại đào tạo cho nhân viên của mình và cứ thế tiếp tục trong mắt xích quản lý cho đến khi quản đốc đào tạo cho công nhân. Phương pháp này có ưu điểm là kêu gọi sự tham gia tích cực của các nhà quản lý, vốn có khuynh hướng thể hiện cam kết. Một nhược điểm là có thể là sự có mặt của nhà quản lý có thể hạn chế sự tham gia tích cực của nhân viên khi muốn thảo luận thẳng thắn về các vấn đề hay khi văn hóa của doanh nghiệp là giữ im lặng về các vấn đề quan trọng. Một phương án nữa là chiếu một đoạn phim trong đó CEO giới thiệu một chương trình đào tạo. Bằng cách tuyên bố cam kết cá nhân của mình đối với chương trình, chủ sở hữu và nhà quản lý cũng có thể đến tham quan lớp đào tạo dự thính hay sẵn sàng trả lời câu hỏi khi có người đặt ra câu hỏi. Trong quá trình thực hiện chương trình, trong bất kỳ sự kiện nào, nhân viên sẽ không đánh giá cao đào tạo nếu ban giám đốc không tỏ ra hỗ trợ. Công nhận các giá trị cá nhân Một trong những nhiều gây tranh cãi xoay quanh công tác đào tạo hành vi kinh doanh có trách nhiệm là một người có thể hay có nên giảng dạy về đạo đức cho người lớn hay không ít có khả năng là, là đào tạo về đạo đức sẽ thay đổi quan điểm của đa số nhân viên các giá trị cách cá nhân thường được hình thành từ khi còn trẻ gia đình trường học nhà thờ và bạn bè đồng lúa hướng dẫn cho trẻ trưởng thành trở thành người lớn một cách tinh tế nhưng mục đích của đào tạo về đạo đức kinh doanh không hẳn là để thay đổi người lớn mà thay vào đó là hỗ trợ cho họ động viên họ hay tăng cường hiểu biết của họ về cam kết của ban giám đốc trong việc thực thi các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp giảng viên có thể tự tin rằng những gì người trưởng thành đem lại cho doanh nghiệp không phải là kiến thức về tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp. Hơn nữa, ít có khả năng là nhiều nhân viên, trong đó có cả chủ sở hữu và nhà quản lý, có kinh nghiệm lựa chọn phương án tốt nhất khi vấn đề có những áp lực phức tạp so với cảnh liên quan tạo nên. Đối với một vấn đề, đối với một số nhân viên và người thừa hành, dù có đào tạo bao nhiêu thì cũng không thay đổi được họ. Những trường hợp như vậy thì vấn đề không hẳn là đào tạo, mà là vấn đề đúng người phải làm đúng việc. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chương 8. Để đào tạo được hiệu quả, nó phải hấp dẫn đối với động cơ của học viên. Trong tình huống lý tưởng nó sẽ gây hấp dẫn đối với ý thức cộng đồng của học viên. Khi học viên cảm thấy họ cùng chia sẻ một mục đích, giá trị và tầm nhìn về một tương lai mà họ mong muốn, giảng viên có thể nhấn mạnh vào trách nhiệm đối với các bên liên quan. Nhưng học viên sẽ thường đáp lại cảm tình sẽ được đáp lại cảm giác cấp bách hơn. Có thể tạo ra cảm giác này bằng cách kể lại những câu chuyện về điều gì xảy ra khi nhân viên và người thời hành vi phạm tiêu chuẩn và tác động đối với cả doanh nghiệp lẫn những cá nhân liên quan. Một cách hiệu quả về chi phí để tạo cảm giác cách cấp bách nói trên là xây dựng một tập hợp những điều kinh khủng bằng cách thu thập các tít báo của những công ty và những cá nhân đầy quyền lực đã bị khởi tố hay bị buộc tội có hành vi sai trái. Họ càng lớn thì rơi xuống vực càng nhanh là tựa đề của một bài báo gần đây trong đó ước tính tổn thất về lòng tin sau khi sau lòng tin theo sự, sau sự sụp đổ của Elon và Worldcom sẽ tốn của nền kinh tế Mỹ từ 37 đến 42 tỷ đô la do tổng sản phẩm quốc nội giảm đi. Vì hai công ty này, Aeron và WorldCom, đều bị buộc tội gian lận kế toán lớn, giá trị cổ phần đã rụt giảm xuống chỉ còn một phân số so với giá trị trước đây của chúng và một số cán bộ điều hành cấp cao đã bị buộc tội. Giờ đây ít có giảng viên về hành vi kinh doanh có trách nhiệm nào bỏ qua cơ hội nhắc đến Aeron để nhấn mạnh điều gì có thể xảy ra nếu các nhà quản lý hành động vô trách nhiệm. Đó chính là cái giờ đây trở thành danh từ chung tác động Aeron. Làm cho đào tạo mang tính toàn diện Đào tạo phải diễn ra ở tất cả các cấp của doanh nghiệp, từ các giám đốc, cấp cao và chủ sở hữu đến công nhân làm việc trong nhà máy. Mỗi nhân viên và người thừa hành phải được đào tạo về hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Thật cụ thể, liên quan đến mức độ trách nhiệm của họ tất cả nhân viên và người thừa hành phải xem xét xe các niềm tin cốt lõi tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp trong đó có những chính sách về trách nhiệm cá nhân của họ các nhà quản lý và người giám sát cần đào tạo bổ sung để thể hiện vai trò và trách nhiệm của họ chính là một phần không thể tách rời trong chương trình đào tạo trong chương trình đạo đức kinh doanh họ có thể cần phải tìm hiểu về những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động của họ như mâu thuẫn lợi ích các biện pháp chống tham nhũng hay các tiêu chuẩn toàn cầu mới xuất hiện cụ thể là họ phải hiểu rằng không bao giờ được phép vi phạm các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp để đáp ứng mục tiêu hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp. Họ phải hoàn toàn công nhận vai trò và trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng văn hóa công ty, trong đó nhân viên và người thực hành có thể tìm kiếm lời khuyên và trình bày lo ngại để ban giám đốc có thông tin cần thiết nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp. Cuối cùng họ phải học cách không sợ hãi việc đánh giá hoạt động của một bộ phận nếu của họ. Nếu doanh nghiệp muốn hợp tập xuất kinh nghiệm những người thừa hành, bao gồm tư vấn đại lý bán hàng, môi giới đối tác, người được tiếp phép bán hàng theo phương hình thương hiệu và những nhà cung cấp hàng hóa. Và dịch vụ có quan hệ đồng minh chặt chẽ, phải được tiếp xúc với những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp, những tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng bên liên quan và những chính sách cụ thể về vai trò và trách nhiệm của họ. Chương trình đào tạo phải hướng đến mục đích của doanh nghiệp và đáp ứng được mong đợi của các bên liên quan. Một chương trình đào tạo bắt đầu từ những tài liệu và quy trình tuyển dụng. Nhân viên cơ bản mà không bao giờ thực sự kết thúc. Mặc dù chương trình đào tạo đức kinh doanh nhấn mạnh vào các vấn đề đạo đức, tuân thủ và trách nhiệm của xã hội, vấn đề tập trung này chủ yếu là để tăng cường cảm giác có trách nhiệm trong toàn doanh nghiệp đối với doanh nghiệp và đối với các bên liên quan khi theo đuổi mục đích doanh... khi theo đuổi mục đích của doanh nghiệp. Ví dụ, những mốc quan lại như dịch vụ khách hàng, quản lý chất lượng, sự, sự công bằng với nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ môi trường, quan hệ với các với cán bộ nhà nước một cách phù hợp và trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng một nơi làm việc lành mạnh đòi hỏi phải chú ý đến những vấn đề vượt xa đạo đức kinh doanh. Dù sao đi nữa, những vấn đề này cũng có những yếu tố đáng đáng kể về hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Mặc dù đào tạo cơ bản về kỹ năng ở nơi làm việc không phải là đào tạo cụ thể về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, nhưng đảm bảo rằng nhân viên và người thừa hành có những kỹ năng kiến thức hiểu biết và thái độ cần thiết để theo đuổi mục tiêu của doanh nghiệp và đáp ứng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan chính là hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Thuyết giá về một giá trị cốt lõi của dịch vụ khách hàng khi nhân viên biết họ không có khả năng cấp cung cấp nó sẽ tạo nên trong trường hợp tốt nhất bực tức và nghi ngờ. Tóm lại, chương trình đào tạo phải đảm bảo rằng đào tạo về hành vi kinh doanh có trách nhiệm bắt đầu từ cơ hội sớm nhất để hướng dẫn cho những nhân viên mới tuyển dụng và được giữ lại và tiếp tục tuyển đến nơi làm việc chừng nào nhân viên còn là một bên liên quan. Lồng ghép kế hoạch hành động và học tập thông qua hành động Một cách để làm cho đào tạo có ý nghĩa là yêu cầu học viên trong vai trò cá nhân hoặc là thành viên của một nhóm xây dựng một kế hoạch hành động trong 3 đến 6 tháng sau đào tạo dựa trên những gì họ đã học. Đối với các nhân viên cấp cao, kế hoạch hành động này có thể phản ánh đánh giá rằng một số khía cạnh của chương trình đào tạo của chương trình đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi phải được hỗ trợ nhiều hơn trong thực tế. Ví dụ như công nhận rằng đã cần đào tạo thêm về vấn đề quà tặng và tiền trả nước trong những tháng tiếp theo, một ví dụ khác có thể là nhu cầu phát triển một chính sách của bộ phận về tiêu hủy nước thải. Bản sao những kế hoạch hành động này nên được chuyên viên đạo đức kinh doanh hoặc một cán bộ phù hợp khác giữ lại, nên gửi định kỳ các bảng theo dõi yêu cầu báo cáo tiến độ. Theo dõi tiến độ của kế hoạch hành động có thể cung cấp phản hồi gián tiếp hay đóng vai trò như một phần trong đánh giá hoạt động của nhân viên. Nó cũng có tác động tăng cường nhận thức về cam kết của ban giám đốc. Một cách quan trọng để thể hiện cam kết của ban giám đốc là đưa yêu cầu tham gia vào chương trình đào tạo và lập kế hoạch hành động vào trở thành yếu tố cụ thể để đánh giá thành tích của nhân viên. Sử dụng phương pháp đào tạo, chương trình đào tạo nên sử dụng tất cả các phương pháp phù hợp với văn hóa tổ chức và nhu cầu của các bên liên quan. Nói chung, đào tạo nên càng mang tính tương tác, thực tế và phù hợp với công việc hàng ngày càng tốt. Trong một nghiên cứu mới đây, một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ở châu Âu, các mục tiêu đào tạo điển hình thường nêu bật các giá trị của công ty và cá nhân, còn ở Mỹ, thì mục tiêu đào tạo lại tập trung vào việc tăng cường kiến thức về tiêu chuẩn của công ty và hoặc luật pháp, mức độ khó nên gây thách thức nhưng cũng nhưng không áp đảo học viên. Một số phương thức đào tạo mà doanh nghiệp có thể cân nhắc bao gồm giảng bài và trình bày, giảng bài và trình bày phương pháp cổ điển mà người trưởng thành đã quen thuộc từ thời học sinh của mình. Giảng bài là cách hiệu quả nhất để đến được với một số người với những thông tin tương đối dễ hiểu. Ví dụ như trong phần giới thiệu ban đầu của một nội quy, giảng bài có thể là phương pháp, phương thức hiệu quả nhất để giải thích nội quy nhằm nằm ở đâu trong hoạt động kinh doanh. Phương thức này cũng là một cách hiệu quả để mô tả các nguồn tài liệu khác và cách tiếp cận chúng. Nếu mục tiêu của một chương trình đào tạo là phát triển kỹ năng đối thoại và ra quyết định thì giảng bài khó có thể là khó có thể là phương thức hiệu quả thực chất. Phương thức này có thể gây tác động tiêu cực nếu nó tăng cường văn hóa tổ chức, trong đó nhân viên chỉ là làm những mình làm những gì mình được yêu cầu và né tránh rủi ro khi ra quyết định. Nghiên cứu tình huống và kịch bản. Sau khi học viên hiểu được mục đích của đào tạo và các nguồn lực sẵn có, có thể giới thiệu vấn đề hành vi kinh doanh có trách nhiệm một cách hiệu quả thông qua nghiên cứu và phân tích các tình huống đã diễn ra trong thực tế của, ở doanh nghiệp hay các doanh nghiệp có tình huống tương tự. Giảng viên có thể tự xây dựng kịch bản để đặt ra một số vấn đề, nghiên cứu tình huống và kịch bản giúp phát triển kỹ năng đối thoại và ra quyết định. Nghiên cứu tình huống mất nhiều thời gian để truyền đạt thông tin hơn so với giảng bài, nhưng phân tích một cái tình huống để cô lập một vấn đề để xây dựng các phương án thực tế sẵn có và để biện minh cho một quyết định với những người khác trong một môi trường tương đối không có rủi ro là vô cùng quý báu. Phương tích này cũng xây dựng những kỹ năng và thái độ lắng nghe, cung cấp và tiếp nhận phản hồi vô rất quan trọng. Trò chơi đạo đức, nhiều doanh nghiệp lớn. Như CD Group, Lockheed, Martin và Boeing Đã xây dựng những trò chơi để gia tăng nhận thức về các vấn đề đạo đức, tuân thủ và trách nhiệm xã hội Để phát triển kỹ năng lý luận và đánh giá tốt Để khuyến khích đối thoại và để thể hiện cam kết của ban giám đốc Nói chung trò chơi yêu cầu chi nhân viên thành những nhóm nhỏ Và đặt ra những cho họ một tình huống về một vấn đề đạo đức, tuân thủ hay trách nhiệm xã hội Các nhóm có một vài phút để thống nhất với nhau Thống nhất với nhau một lựa chọn trong số 4 hay 5 trưng phương án mà họ có. Sau đó, các nhóm được yêu cầu phải giải thích về lựa chọn của mình. Những trò chơi này thường khuấy động những cuộc thảo luận nóng hổi. Mỗi câu trả lời có một giá trị hiệp, một giá trị kiểm được kiểm một giá trị điểm được xác định trước. Một yếu tố đặc biệt có giá trị là các thành viên của ban giám đốc của cấp cao có mặt trong một ban ban kháng cáo trong trường hợp một số một nhóm quyết định kháng án về tính đúng đắn của các câu trả lời hay về một số điểm được định trước của họ. Sau đó học viên có thể quan sát các cách các nhà quản lý ra quyết định và biện minh cho quyết định của mình. Các phương thức khác, nhiều công ty hiện nay đang cung cấp các chương trình đào tạo trên trong ghép khá phức tạp, phương thức này có thể khá hiệu quả về chi phí. Có thể mua băng video và bài tập để tự học theo tốc độ mình muốn và có thể giới thiệu các vấn đề cơ bản cho học viên. Tuy rất hữu ích nhưng những sản phẩm này còn thiếu tính quen thuộc mà những tài liệu được điều chỉnh cho phù hợp có thể được cung cấp. Tuy nhiên, những tài liệu này có khuynh hướng tăng cường khái niệm rằng doanh nghiệp đang tham gia vào nỗ lực mới toàn cầu và vì thế chúng có thể làm tăng cảnh cảm giác quan trọng của chương trình đào tạo. Ghi chú thực tiễn, đào tạo ý tưởng. Một doanh nghiệp có thể xây dựng một tình huống nghiên cứu xung quanh một vấn đề đạo đức kinh doanh, đặc biệt gây thách thức, chẳng hạn như đảm bảo sổ sách kế toán chính xác hay chấp nhận quà cáp và tiền trả nước. Và đào tạo cho những giám sát viên tiến hành các cuộc họp hàng tuần để thảo luận về chính, về tình huống này một giám sát viên có thể ghi lại cuộc đối thoại và báo cáo cho văn phòng đạo đức kinh doanh. Sau đó văn phòng này có thể soạn những có thể soạn những bản tóm tắt cho thấy doanh nghiệp nghĩ gì về đề tài này và sau đó gửi lại cho nhân viên. Cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo phải được điều chỉnh theo thời gian để đảm bảo rằng nội dung của chương trình đóng góp và quá trình theo đuổi mục đích rằng của doanh nghiệp và giúp đỡ đáp ứng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan. Đồng thời, cũng phải xem xét chương trình để đảm bảo rằng phương pháp giảng dạy là phương pháp hiệu quả nhất có thể vì bối cảnh liên quan của một doanh nghiệp, văn hóa tổ chức của nó và kỳ vọng của các bên liên quan đối với doanh nghiệp thay đổi theo thời gian. Chương trình đào tạo cũng phải thích nghi tương ứng. Nỗ lực này đòi hỏi phải cân nhắc những phản hồi đối với chương trình đào tạo. Đào tạo cung cấp cho các nhà quản lý những ý kiến phản hồi hữu ích về các cách doanh nghiệp tiếp nhận chương trình đạo đức kinh doanh đào tạo giúp phát hiện ra những lĩnh vực hay nhạy cảm như thiếu hướng dẫn cho nhân viên hay mong đợi vô lý của các bên liên quan, các vấn đề pháp lý, xử lý nhân viên không công bằng và điều kiện làm việc khó khăn. Những ý kiến phản bội, những ý kiến phản hồi cũng có thể cho thấy giảng viên tập trung vào những vấn đề không phản ánh những lo ngại trong cuộc sống thực của học viên. Nó cũng có thể thể hiện rằng các buổi học cần có sự tương tác giữa giảng viên và các học viên nhiều hơn. Hay, tài liệu quá chán và không khuyến khích sự tương tác. Nếu phản hồi cho thấy học viên cần hiểu biết tốt hơn về những vấn đề phức tạp như mâu thuẫn lợi ích, có thể có những ví dụ cụ thể có thực hay những nghiên cứu tình huống. Theo lợi kinh nghiệm của doanh nghiệp giải quyết được những lo ngại này. Có một số phương pháp để thu thập ý kiến. Phản hồi về chương trình đào tạo. Phương pháp truyền thống là người phụ trách hành chính đào tạo yêu cầu học viên điền vào mẫu đánh giá, trong đó hỏi xem học viên có thấy khóa đào tạo có ích không và họ đã học được những gì nếu có. Đến cuối đến cuối khóa đào tạo, người phụ trách nên hỏi học viên những câu hỏi sau. Bạn đánh giá chung về tính hiệu quả của khóa đào tạo này như thế nào? Các tài liệu có hữu ích và phù hợp không? Chúng ta có thể chúng ta có thảo luận đúng vấn đề cần thảo luận không? Đề tài nào bạn muốn thảo luận? Trong khóa đào tạo tiếp theo. Người phụ trách đào tạo cũng có thể yêu cầu học viên làm những bài kiểm tra lúc bài kiểm tra nhỏ trước, trong và sau khi đào tạo để xác định xem họ đã học được những gì. Quá trình lập kế hoạch hành động như mô tả trên đây có lẽ là quá trình giá trị nhất, mặc dù tốn thời gian để thu thập ý kiến phản hồi vì nó theo dõi được nội dung đào tạo có thực sự đi vào nơi làm việc hay không. Quản lý hành chính của chương trình đào tạo, chủ sở hữu và nhà quản lý thể hiện cam kết của mình đối với phương, đối với chương trình đạo đức kinh doanh bằng cách quản lý tốt chương trình đào tạo, quản lý tốt đòi hỏi phân phối thời gian thỏa đáng cho đào tạo. Duy trì tốt các hồ sơ, đào tạo và sự tham gia vào chương trình đào tạo trở thành một yếu tố để đánh giá thành tích của nhân viên. Nói chung, cần có tối thiểu 3 đến 4 giờ dành cho đào tạo cho mỗi nhân viên khi bắt đầu một chương trình đào đất kinh doanh mới. Sau đó, tiêu chuẩn thông thường là đào tạo từ 1 đến 3 giờ mỗi năm. Ở Mỹ, thông thường toàn bộ nhân viên và người thừa hành phải tham gia vào khóa đào tạo. Ở châu Âu, đào tạo có khuynh hướng tập trung vào đối tượng hơn là diễn ra ở các ở cấp quản lý cao hơn. Dù đối tượng đào tạo có là ai đi nữa, không thể có trường hợp ngoại lệ trong đào tạo mà không đặt ra câu hỏi về cam kết của ban giám đốc. Nên cung cấp đào tạo bổ sung cho những người ở các vị trí nhạy cảm như hợp đồng với chính quyền, bán hàng và tiếp thị và nhân sự. Muốn quản lý tốt hồ sơ thì người phụ trách hành chính đào tạo phải lưu giữ hồ sơ về sự tham gia đào tạo, phản hồi của học viên, lập kế hoạch hành động xuyên suốt và các vấn đề về đạo đức, tuân thủ và trách nhiệm nhận dạng được trong quá trình đào tạo. Đảm bảo nhân viên tuân theo các tiêu chuẩn và đáp ứng mong đợi tầm quan trọng của ý kiến phản hồi. Đa số các bên liên quan của một doanh nghiệp sẽ đồng ý với nhận định rằng chủ sở hữu và nhà quản lý có nhu cầu hợp pháp để có thông tin về sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp. Họ cần những thông tin này để hướng dẫn cho nhân viên và người thừa hành nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan. Vấn đề luôn tồn tại của chương trình đạo đức kinh doanh là làm thế nào để thu thập những thông tin này thông qua những quá trình thống nhất với niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp. Hình thức lý tưởng là trao đổi thông tin tự do giữa chủ sở hữu và nhà quản lý, nhân viên và người thừa hành về các bên liên quan về tất cả những vấn đề cần thiết cho doanh nghiệp và đáp ứng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan của doanh nghiệp một cách hiệu quả và hiệu suất. Tuy nhiên, thông thường hoặc không có sẵn cơ chế để tạo điều kiện cho sự trao đổi thông tin hoặc không có đủ tự tin dự tưởng giữa các bên để quá trình trao đổi thông tin này có thể diễn ra. Trong những trường hợp này, chủ sở hữu và nhà quản lý phải thiết kế và thực hiện các cơ chế kiểm soát khác. Phần này mô tả những vấn đề, chính sách và quá trình duy trì kiểm soát nội bộ và khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan bên ngoài. Nói chung, chủ sở hữu và nhà quản lý sử dụng 5 phương pháp sau để theo dõi những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp. 1. Theo dõi hoạt động đang diễn ra. 2. Kiểm toán sổ sách, hồ sơ và tài liệu. 3. Đáp lại những nhân viên và người thừa hành muốn tìm kiếm lời khuyên và trình bày lo ngại 4. Điều tra các tình huống diễn ra và báo cáo 5. Khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan Tất cả những phương pháp này đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng Ba giám đốc cần thiết kế một khuôn khổ theo dõi, kiểm toán và điều tra thống nhất Với những quá trình quản lý được mô tả trong chương 8 Khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan không phải là một phương pháp được định nghĩa rõ ràng như những phương pháp kia nhưng nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy một số kỹ năng một số kỹ thuật chẳng hạn như tiến hành khảo sát các bên liên quan là có giá trị biểu mẫu RPE 11 ở cuối chương này cũng là một công cụ hữu ích để đảm bảo có cơ sở hạ tầng hiệu quả sẵn sàng theo dõi theo dõi hoạt động của doanh nghiệp là một nhiệm vụ quản lý thiết yếu RPE lập kế hoạch cho cho công việc của mình bằng cách trao trách nhiệm cho cá nhân và nhóm RPE đặt ra những mong đợi về thành tích đối với các cá nhân và nhóm để hướng nỗ lực của họ đến việc đạt được mục tiêu và mục đích của doanh nghiệp. Nhân viên và người thừa hành phải chịu trách nhiệm trong vai trò là cá nhân hay đội nhóm để đạt được những mục đích được giao, trong khi tuân theo các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp. Dù được quy định cho các nhận cho các nhân hay đội nhóm thì các mong đợi về thành tích cũng phải cụ thể, đo được, có thể đạt được phù hợp và cụ thể về thời gian. Trong một OPE, các quá trình và dự án có thể được theo dõi liên tục. Muốn theo dõi tốt thì phải đo thành tích một cách tích quán và thường xuyên cung cấp ý kiến đóng góp cho nhân viên và người thừa nhận về việc làm thế nào để hoạt động của họ tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình của doanh nghiệp và đáp ứng được mong đợi của các bên liên quan. Khi theo dõi các liên tục, chúng ta có thể kịp thời phát hiện ra một hoạt động thông không được chấp nhận trước khi nó không thể đáp ứng mong đợi của các bên liên quan. Tấm gương vận hành tốt nhất là quá trình quản lý chất lượng tổng quát, trong đó cá nhân và các đội nhóm quy định tiêu chuẩn hoạt động liên tục thu nhập, thu thập dữ liệu và sử dụng các công cụ chất lượng để đo thành tích và phân tích dữ liệu để giải quyết vấn đề và cải tiến cái quá trình. Có thể tiếp cận vấn đề hành vi kinh doanh có trách nhiệm bằng phương pháp tương tự. Khi đã xác định được rủi ro, ví dụ như mâu thuẫn lợi ích, giao dịch với khách hàng không trung thực, hồ sơ sổ sách kế toán chi tiêu không chính xác hay hối lộ và tham nhũng. OBIE sẽ thiết lập các cấu trúc và hệ thống để theo dõi hoạt động định kỳ, OBIE sẽ không chờ đợi các báo cáo về hành vi sai phạm, OPI đòi khỏi các báo cáo định kỳ, kiểm tra hồ sơ sổ sách kế toán và theo dõi các mô hình và khuynh hướng làm phương thức phương thức quản lý tốt. Có thể kể đến các hình thức theo dõi khác như đánh giá thành tích và phỏng vấn nhân viên nghỉ việc, ghi chú thực tiễn, theo dõi các nhà cung cấp. Mặc dù nhà cung cấp, hàng hóa và dịch vụ không được tiếp xúc với tính tuân thủ giống như nhân viên và người thừa hành. Nhưng những hành vi có thể liên quan đến một doanh nghiệp khác có thể làm gia tăng nghiêm trọng rủi ro doanh dù do kinh doanh của doanh nghiệp này, chủ sở hữu và nhà quản lý nên hết sức cẩn thận trong quá trình tuyển chọn, theo dõi và kiểm toán các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ của mình Kiểm toán Mặc dù theo dõi là một khía cạnh của phương thức quản lý tốt đối với tất cả các nhà quản lý và giám sát Kiểm toán là một quá trình chính thức hơn Đó là sự xem xét hoạt động của nhân viên hay người thời hành bởi một cơ quan độc lập cơ quan độc lập này có thể là cơ quan nội bộ hay ở bên ngoài đối với doanh nghiệp, nhưng nó không phải là một phần của ban giám đốc quản lý hoạt động doanh nghiệp. Kiểm toán, nội bộ là biện pháp cơ bản nhất, trong đó chủ sở hữu và nhà quản lý xem xét và đánh giá cấu trúc kiểm soát, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Mặc dù tin bố này rất rộng, trong thực tế người ta thường tập trung vào dữ liệu tài chính, những nhà kiểm toán bên ngoài thực hiện kiểm kiểm toán chính thức các báo cáo tài chính để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan bên ngoài như nhà đầu tư, người cho vay và cơ hội cho quy định. Người cho vay và cơ quan quy định. Ghi chú thực tiễn, điều khoản chống tham nhũng, các doanh nghiệp theo dõi và kiểm toán hồ sơ kế toán để xem xét có điều gì không chính xác hay có những khoản nhập khoản nhập nhằng hay lừa dối để che đậy tình trạng hối lộ hay không. Gần đây, cách cách tập trung truyền thống đã được mở rộng sang xem xét những hệ thống được thiết lập để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp. Việc kiểm toán hoạt động vận hành thường được các kiểm toán viên hội nội bộ thực hiện để xác định xem doanh nghiệp có tuân thủ với những tiêu chuẩn và quy trình của mình hay không. Có thể tiến hành kiểm định, kiểm toán định kỳ hay khi có báo cáo hoặc lo ngại cụ thể. Nhân viên tìm kiếm lời khuyên và trình bày lo ngại, hai trong số những nguồn thông tin chắc chắn nhất về những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp, đặc biệt là hành vi vi phạm niềm tin cốt lõi, tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp là nhân viên và người thừa hành. đa số nhân viên và người thừa hành đều công nhận nhu cầu hợp pháp cần có những thông tin này của ban giám đốc nếu doanh nghiệp muốn đáp ứng được nhu cầu hợp lý của các của các bên liên quan. dù sao đi nữa, các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng vốn khuyến khích nhân viên và người thừa hành tìm kiếm lời khuyên và trình bày lo ngại có thể đặt ra những vấn đề về tính trung thành và mâu thuẫn với doanh nghiệp và đồng nghiệp và trong nhiều nền kinh tế thị trường mới nổi có thể gây nên sự có thể gây sự kiện lịch sử về phản bội. Đối với đa số nhân viên, trình bày lo ngại về hành vi hình kinh doanh của đồng nghiệp là rất khó khăn. Thực chất, nghiên cứu cho thấy đa số nhân viên ngay cả trong những nền kinh tế phát triển đều vô cùng ngần ngại khi trình bày lo ngại của mình. Nhiều người đặt lòng trung thành với bạn bè và đồng nghiệp nên lên trên lòng trung thành với doanh nghiệp. Nhiều người không tin rằng người quản lý hay đồng nghiệp của họ sẽ không trả thù họ khi họ trình bày những lo ngại của mình. Theo như hai tác giả quan sát được, cả luật pháp lẫn đạo lý nói chung đều có thái độ nước đôi đối với những người thổi còi. Dù ở trong sân trường tiểu học, ở đại học trong quân đội, cơ quan nhà nước hay cuộc sống danh tư, họ là những người bất bình, những kẻ gây rối hay là những tên mách lẻo, hay họ là những cá nhân dũng cảm và đạo đức, những người khác với đồng chí, đồng nghiệp hay cấp trên của mình, muốn công ty của mình hành động hợp pháp và đạo đức. Một chương trình đạo đức kinh doanh giúp nhân viên và người thừa hành hiểu được vì sao việc họ thông báo những lo ngại của mình cho ban giám đốc lại quan trọng. Họ nên báo cáo về những lo ngại của mình như thế nào và vì sao lại an toàn khi làm như vậy. Trong chương trình đạo đức kinh doanh, nhân viên và người thừa hành nhạy cảm hơn với những loại hình loại hành vi cấu thành nên hành vi sai trái hay bất hợp pháp. Khả năng họ coi báo cáo về hành vi sai trái là một trong những nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, đồng nghiệp và các bên liên quan cũng cao hơn. Một báo cáo gần đây như trong hình 7.1 thể hiện nếu doanh nghiệp có ít nhất 4 yếu tố của một chương trình đạo đức kinh doanh, 78% nhân viên sẵn sàng báo cáo hành vi sai trái, chỉ có 52% sẵn sàng làm như vậy chỉ khi có tiêu chuẩn bằng văn bản của trong doanh nghiệp. Và sẽ chỉ có 39% sẵn sàng khi không có mặt bất cứ yếu tố nào trong một yếu tố. Bốn yếu tố ở đây là tiêu chuẩn hành vi kinh doanh dưới dạng văn bản, đào tạo về tiêu chuẩn hành vi, một văn phòng đạo đức hay đường dây điện, thoại tư vấn và một biện pháp để báo cáo hành vi sai trái mà không phải tiết lộ danh tính. Nếu văn hóa tổ chức khuyến khích đối thoại, đặt câu hỏi và đưa thông tin xấu, nhân viên sẽ thấy dễ dàng hơn khi phải đương đầu với các vấn đề về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, tìm kiếm lời khuyên và trình bày lo ngại, cũng như đưa ra những quyết định đạo đức. Tuy nhiên, trong nhiều doanh nghiệp, nhân viên thấy không thoải mái khi phải đứng ra xung phong, đặc biệt là khi báo cáo những lo ngại của mình liên quan đến các vấn đến các nhân viên khác. Chủ sở hữu và nhà quản lý cần phải biến biến tình huống đứng ra xung phong trở thành vì lợi ích của nhân viên mình. Ví dụ một nhà quản lý trong bối cảnh văn hóa của Viễn Đông đã sử dụng phép so sánh để giải thích cho nhân viên vì sao họ nên báo cáo lo ngại về hành vi kinh doanh. Ông ta chỉ ra cho nhân viên thấy họ sẽ hành động như thế nào để bảo vệ gia đình nếu trong nhà có kính vỡ. Báo cáo vi phạm Trường hợp lý tưởng là chủ sở hữu nhà quản lý và giám sát viên duy trì một chính sách mở cửa cho những nhân viên và người thừa hành có lo, có lo ngại liên quan đến hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường, nhân viên và người thừa hành lại ngại đem tin xấu đến cho cấp trên và người giám sát của mình. Để khuyến khích họ đứng ra, doanh nghiệp nên thiết lập các quy trình kín đáo để nhân viên tìm kiếm lời khuyên và bày tỏ lo ngại. hộp thư góp ý, đường dây trợ giúp và bảo vệ bằng cách thổi còi. Tất cả những điều này tạo điều kiện để báo cáo về hành về những hành vi cần đặt số hỏi. Cũng có thể nhận báo cáo từ những cá nhân tìm đến văn phòng đạo đức kinh doanh và trình bày lo ngại. Danh tính của người báo cáo phải được bảo mật đến mức độ mà luật pháp cho phép và người báo cáo thông tin không nên có nghĩa vụ pháp lý bị phân biệt đối xử hay quấy rối vì đã trình bày lo ngại của mình. Sau khi chuyên viên đạo đức kinh doanh đã nhận được báo cáo, quan trọng là, là doanh nghiệp phải tìm hiểu đến cùng. Chuyên viên này phải ghi chép lại lo ngại đã được trình bày, đánh giá lo ngại và lập kế hoạch hành động để giải quyết nó, tiến hành hay điều phối một cuộc điều tra hay truy vấn nếu thích hợp. Hành động cho phù hợp đối với những phát hiện và kết luận, theo dõi lo ngại được báo cáo về mô hình và khuynh hướng, đưa ra khuyến nghị dựa trên bài học kinh nghiệm rút ra đặc biệt quan trọng đối với thành công của chương trình đào tạo kinh doanh là ý kiến phản hồi đối với nguồn báo cáo về các bước cần thực hiện để điều tra sự vụ đã tìm ra những gì và những bước sửa chữa nếu có đã hoặc sẽ được thực hiện trong nhiều khảo sát về thái độ nhân viên khi tìm hiểu cách các các, các lý do giải thích vì sao một nhân viên quan sát được một hành vi vi phạm lại không báo cáo hành vi này ngoài lý do đầu tiên là sợ bị trù dập còn có lý do cảm giác rằng đằng sau thì ban giám đốc cũng sẽ chẳng làm gì với thông tin họ có được bảo vệ nhân viên và người thừa hành khỏi bị trù dập. Tất cả các quy trình báo cáo phải được thiết kế để những người báo cáo không phải lo sợ bị trù dập. Các nhà quản lý, giám sát và nhân viên khác nên hiểu rằng hành động trù dập trực tiếp hay gián tiếp ai đó vì họ đã lên tiếng về lo ngại hay, bà, hay than phiền là không thể chấp nhận được. Sự trả thù dù bởi nhà quản lý hay đồng nghiệp cũng đều ngăn những người khác trình bày lo ngại của mình. Vì thế, OPE phải có chính sách nghiêm khắc kỷ luật bất cứ hành động trả thù nào đôi khi một nhân viên hay người thừa hành khi trình bày lo ngại có thể mắc sai lầm hay lạm dụng quá trình báo cáo và dẫn đến một cuộc điều tra mà không có hành động tiếp theo hành vi lạm dụng trình báo thường vi phạm những niềm tin cốt lõi của doanh nghiệp tuy nhiên các nhà quản lý nên tham khảo ý kiến chứ không trừng phạt một người đứng ra báo cáo như vậy duy trì cảm giác chắc chắn của nhân viên và người thừa hành rằng họ có thể trình bày lo ngại của mình mà không sợ bị trả thù quan trọng đến nỗi các nhà quản lý thông không nên địa liều đánh mất niềm tin tưởng đó bằng cách trừng phạt người sử dụng quá trình báo cáo. Nếu doanh nghiệp có quyền phạt những người lạm dụng quá trình báo cáo thì các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng được thiết lập phải để mở khả năng đó. Khi niềm tin đối với ba giám đốc chưa phải là chuẩn mực thì các nguồn báo cáo có thể không chắc chắn họ sẽ được đảm bảo an toàn đến đâu khi tiến hành báo cáo. Hơn nữa, rất khó chứng minh được rằng một nỗi quan ngại được báo cáo đã lạm dụng quá trình báo cáo. Ngay cả khi đã chứng minh được điều này thì nó vẫn đặt ra câu hỏi quan trọng trong đầu óc của các nguồn báo cáo niềm tiềm năng về mức độ an toàn của quá trình báo cáo. Trong hộp 7.1, câu cuối cùng có thể được nhân viên hiểu là lý do để không báo cáo về những lo ngại của mình trừ khi họ chắc chắn về tất cả các số liệu nó tóm lại bất chấp tất cả sự, sự thỏa mãn mà chủ sở hữu và nhà, và nhà quản lý có thể được khi trừng phạt một người lạm dụng quá trình báo cáo, chi phí về lòng tin của nhân viên vào quá trình này vẫn là quá cao đến không thể trả được. Mặc dù nhân viên không nên bị phạt để gìn giữ lòng tin để gìn giữ lòng tin trong chương trình đạo, tận, đạo đức kinh doanh, có thể thực hiện các bước khác để hạn chế cái tác hại cho các nhân cho các cá nhân khác hay cho doanh nghiệp ví dụ như có thể chuyển công tác của người lạm dụng quá trình báo cáo này hay nạn nhân của anh ta, sử dụng đường dây trợ giúp. Đường dây trợ giúp là một là một đường dây điện thoại chuyên biệt mà nhân viên và người thừa hành có thể gọi trực tiếp cho viên chuyên viên đạo đức kinh doanh. Đường dây này nên miễn phí cho người gọi, số điện thoại nên được phân phối rộng rãi, tất cả mọi người đều có thể gọi đến số máy này. Nếu doanh nghiệp sử dụng máy trả lời đối với những cuộc gọi sau giờ làm việc thì máy trả lời phải được đặt ở một vị trí riêng tư và an ninh hộp 7.1, báo cáo lo ngại, hành động để ngăn chặn vấn đề là một phần của văn hóa Motorola, nếu bạn quan sát được những hành vi có thể là phi đạo đức. Hãy bất hợp pháp, bạn nên báo cáo những lo ngại của mình, hành vi trả thù bất kỳ nhân viên nào đã báo cáo trung thực lo ngại của mình cho Motorola về một hành vi bất hợp pháp hay phi đạo đức là không thể tha thứ. Nếu báo cáo một hành vi bất hợp pháp hay phi đạo đức mà biết rằng điều đó là không có thật thì không thể chấp nhận. Nội quy, nội quy về hành vi kinh doanh đường dây trợ giúp có thể được một công ty dịch vụ thương mại vận hành với hướng dẫn từ phía doanh nghiệp. Thông thường với một dịch vụ như vậy, một nguồn tin có thể gọi để báo cáo lo ngại mà không phải tiết lộ danh tính. Nếu nguồn tin sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nhưng muốn duy trì tình trạng ẩn danh, thì có thể được cấp một mã số định danh và sẽ được yêu cầu gọi lại vào một giờ nhất định. Duy trì tính bảo mật và an ninh rất khó cho một nhân viên hay người thừa hành đặt lòng trung thành với tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng đối với doanh nghiệp cao hơn lòng trung thành với bạn bè và đồng nghiệp của mình. Khi một nhân viên hay người thừa hành quyết định báo cáo lo ngại của mình, người này phải tin rằng đó là điều đúng cần phải làm, nhà quản lý cần phải đảm bảo an ninh cho nhân viên hay thừa hành, hay người thừa hành này càng chặt chẽ càng tốt khi họ đã báo cáo về lo ngại của mình. Tập quán tốt nhất mới nổi hiện nay là thiết lập một chính sách cho phép nhân sự, đạo đức kinh doanh hứa với nhân viên và người thừa hành đã tiến hành báo cáo hay rằng danh tính và thông tin của họ sẽ được bảo mật. Việc họ có thể hứa tính bảo mật mà tòa án phải tôn trọng hay không được gọi là trao đổi thông tin đặc quyền phụ thuộc vào quyền hành pháp. Nhà quản lý phải lưu ý rằng nếu họ đã hứa bảo mật nguồn tin nhưng sau đó lại được yêu cầu tiết lộ danh tính của nguồn tin thì những người khác có thể không sẵn sàng đứng ra báo cáo lo ngại nữa. Phân biệt đạo đức và những vấn đề nhân sự Kinh nghiệm với những đường dây trợ giúp cho thấy hơn một nửa cuộc gọi về là về các vấn đề cá nhân. Chủ sở hữu và nhà quản lý sẽ rất muốn yêu cầu những người gọi điện này hãy chuyển cuộc gọi cho bộ phận nhân sự. Tuy nhiên, họ không nên làm điều này vì hai lý do. Thứ nhất, trong suy nghĩ của nhân viên, khi các nhà quản lý nói đến đạo đức là nói đến tính công bằng. Sau đó, nhân viên coi những vấn đề là nhân sự là vấn đề đạo đức. Thứ hai, khi ban quản khi ban giám đốc bác bỏ một cuộc gọi đến đường dây trợ giúp thì họ có nguy cơ phá hỏng danh tiếng của đường dây trợ giúp và là cách an toàn và hiệu quả để nhân viên và người thừa và người thừa hành tìm kiếm lời khuyên và báo cáo lo ngại. Những nhân viên khác sẽ chỉ nghe nói rằng một đồng nghiệp gọi đến đường dây trợ giúp và bị từ chối. Chứ họ sẽ không biết lý do từ 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 chối của ban giám, giám đốc. Của ban giám đốc dù lý do ấy có hợp lý đến đâu. Tuy nhiên, khi thiết lập các hướng dẫn về báo cáo, ban giám đốc phải phân biệt những vấn đề về hành vi kinh doanh có trách nhiệm với những với những bất bình của những nhân viên đại, đại diện cho công đoàn sự bất bình sẽ xuất hiện khi có khác biệt trong cách diễn giải hay thực thi một thỏa thuận chung hay một hợp đồng lao động cá nhân thường một phòng ban nào đó thay vì chuyên viên đạo đức kinh doanh sẽ giải quyết nỗi bất bình này bộ phận thanh tra của tổ chức trong một số doanh nghiệp lớn và phức tạp LCE một văn phòng cụ thể còn được gọi là phòng thanh tra đã được thiết lập để cố vấn cho nhân viên và người thừa hành về quyền và nghĩa vụ của họ về hành vi có trách nhiệm trong bối cảnh doanh nghiệp kinh doanh phòng thanh tra là một biện pháp riêng biệt nhờ đó nhân viên và người thừa hành có thể tìm kiếm lời khuyên và báo cáo lo ngại của mình phòng thanh tra bắt nguồn từ một văn phòng của Scandinavia được thành lập để điều tra những đơn kiện của công dân đối với chính phủ hoặc được tin tưởng giao nhiệm vụ chăm lo sự vụ của những người khác. Giờ đây, vị trí của một văn phòng thanh tra của tổ chức trong một chương trình đạo đức kinh doanh đã phát triển trở thành một văn phòng độc lập, trung lập và khác biệt, nơi nhân viên và người thực hành có thể đến để tìm kiếm lời khuyên và báo cáo lo ngại của mình. Độc lập có nghĩa là phòng thanh tra không phải là một phần của công tác quản lý nhân sự hay hoạt động hàng ngày, Trung lập có nghĩa là nó không có chức năng ủng hộ cho doanh nghiệp hay một cá nhân. Khác biệt có nghĩa là phòng thanh tra không trùng lắp chức năng với bất kỳ bộ phận nào khác, chẳng hạn như đi điều tra. Trừ số ít trường hợp ngoại lệ, văn phòng thanh tra chỉ có quyền đề cập đến các báo cáo về hành vi bị sai phạm để điều tra khi có sự ưng thuận rõ ràng của nguồn báo cáo. Trong một số hệ thống hành pháp, doanh nghiệp có thể tuyên bố rằng Văn phòng thanh tra có thể đưa ra lời hứa bảo mật có giá, có giá trị hợp pháp lý. Doanh nghiệp sẽ không được coi là đã chú ý đến lo ngại này cho đến khi nguồn thông tin trình bày lo ngại của mình với doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho nhân hoặc ủy quyền cho văn phòng thanh tra làm việc này. Tuy nhiên, khi nhà quản lý xem xét các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng, văn phòng thanh tra có thể đóng góp những gì mà mình biết được để về lo ngại của nhân viên, với điều kiện là văn phòng không phải thỏa hiệp, tính ẩn danh hay bảo mật của nguồn thông tin, chính sách và quy trình điều tra. Một điều vô cùng quan trọng đối với thành công của một chương trình đạo đức kinh doanh là những lo ngại đã được trình bày phải được điều tra. Nhà quản lý có thể được thông báo về những lo ngại rằng đã diễn ra tình trạng vi phạm tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng từ một số nguồn, trong đó có đường dây hỗ trợ khi đã được thông báo. RPE phải tiến hành cách tất cả các bước hợp lý để xác định xem điều gì đã xảy ra và làm thế nào để tránh được vấn đề này trong tương lai. Khi xây dựng một kế hoạch điều tra, nhà quản lý cần xem xét hệ thống hành pháp làm cơ sở hoạt động cho kế hoạch này. Những luật này sẽ ảnh hưởng đến người thực hiện điều tra và những quyền gì đó và những quyền gì có thể trao đổi đối tượng điều tra. Phải luôn luôn tiến hành điều tra trên cơ sở xem xét khả năng truy tố của chính phủ hay, chất, hay tranh chất, chất dân sự. Công tác điều tra thường đòi hỏi xem xét hồ sơ và phỏng vấn nhân chứng. Nhân viên nên được hướng dẫn cộng tác hoàn toàn trong quá trình điều tra, trong đó có việc bảo, bảo quản toàn bộ giấy tờ tài liệu liên quan. Điều tra nhân viên hoặc viên phải cảnh giác để tránh sự xuất hiện của những người dân, à, của những nhân chứng gây chi phối hay dường như phát phát biểu đại diện cho doanh nghiệp hay một nhân chứng khác. Hộp 7.2 có nêu quy trình điển hình, khuyến khích sự tham gia của, của các bên quan của các bên liên quan bên ngoài, Càng ngày, các tổ chức phi chính phủ, NGO, NGO, càng bộ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giải trình về những hành vi phi đạo đức và đòi hỏi thực hiện tập quán tốt nhất. Các cơ quan quốc tế đang xây dựng những chính sách đòi hỏi minh bạch hơn và khuyến khích điều tra chính thức về các hành vi sai phạm. Còn cộng đồng địa phương ngày càng bớt sẵn lòng làm chủ nhà cho một doanh nghiệp nổi tiếng về các hoạt động tham nhũng và vô trách nhiệm những khuyên hướng này tạo động lực và cơ hội cho chủ sở hữu và nhà quản lý đảm bảo thu được ý kiến phản hồi từ các bên liên quan bên ngoài. Cơ chế phản hồi bao gồm là đánh... quy trình điều tra hộp 7.2. Một quy trình điều tra điển hình hoạt động như sau. Có một cuộc gọi cho chuyên viên đạo đức kinh doanh để báo cáo vi phạm. Chuyên viên đạo đức kinh doanh đăng ký báo cáo này, chuyên viên đạo đức kinh doanh lập kế hoạch để giải quyết vấn đề. Kế hoạch gồm có phân tích số liệu, phân công công việc, tiến hành phỏng vấn và tiết lộ thông tin cho những cá nhân được chọn. Nếu chuyên viên đạo đức kinh doanh cần được giúp đỡ, bổ sung từ các phòng ban đặc biệt thì có thể điều phối các nguồn lực khác như pháp lý, kiểm toán nội bộ, nhân sự hay an ninh. Chuyên viên đạo đức kinh doanh soạn lịch trình hoàn thành quá trình điều tra về các tiêu chuẩn để tiết lộ thông tin bằng văn bản. Chuyên viên đạo đức kinh doanh liên hệ chặt chẽ với những cá nhân liên quan đến quá trình điều tra và yêu cầu thông tin và chi tiết định kỳ về vụ việc. Khi kết luận điều tra, chuyên viên đạo đức kinh doanh trình bày tóm tắt kết quả cho các nhà quản lý và hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Chủ sở hữu hay nhà quản lý cấp cao quyết định cần thực hiện những hành động sửa chữa nào, trong đó có xem xét vấn đề này có nên có nên được tự nguyện tiết lộ cho một cơ quan chính phủ hay các bên liên quan khác hay không. Gần đây, bà Anita Rodnick, người sáng lập và là CEO của The Body đã mô tả một quá trình toàn vẹn như sau. Vậy, thì làm thế nào để doanh nghiệp của anh xây dựng và duy trì lòng trung thành và vai trò của chính phủ nếu có trong việc hỗ trợ cho quá trình này là gì? Tôi tin rằng chìa khóa của lòng trung thành là lòng tin và lòng tin đi từ mức độ cam kết cao đến tính minh bạch và sự thực và thực sự mong muốn có sự tham gia của con người. Trong The Body Shop, điều này có nghĩa là nỗ lực trọng Điều này có nghĩa là nỗ lực cao trong việc đánh giá chất lượng mối quan hệ và các bên liên quan thông qua đối thoại một, một cách hệ thống trong đó có khảo sát ý kiến và các nhóm tập trung. Điều này cũng có nghĩa là việc tiết lộ thông tin tích cực sau khi kiểm tra về hoạt động xã hội và môi trường để bất kỳ ai liên quan đến công tác kinh doanh cũng có thể tự đánh giá tiến bộ thay hay thiếu tiến bộ của hoạt động này. Điều này cũng có nghĩa là cởi mở về các giá trị của công ty chúng tôi, vận động chiến dịch về những vấn đề như nhân quyền và bảo vệ động vật, những vấn đề mà chúng tôi biết rằng khách hàng và nhân viên của chúng tôi quan tâm đến, không được phạm sai lầm. Điều này không phải chỉ để vui. Điều này quan trọng với chúng tôi vì nó chân thành và cũng vì nó giúp chúng tôi vận hành một công ty thành công hơn với nhân viên và khách hàng rất trung thành. Gặp gỡ các bên liên quan bên ngoài là một cách hiệu quả để thu thập ý kiến phản hồi. FPE có thể tài trợ cho những cuộc gặp này để thể hiện thế, thế chủ động và quan tâm của mình. Chủ sở hữu hoặc một nhà quản lý cấp cao nên chủ trì cuộc họp có thể mời cộng đồng địa phương, chính phủ và đại diện các đại diện của các NGO nên khuyến khích đặt câu hỏi, góp ý và đề nghị. Theo dõi tin tức kinh doanh của các phương tiện truyền thông cũng là một phương tiện rất cần thiết để đảm bảo thu nhập để đảm bảo thu thập được ý kiến phản hồi từ công chúng và điều chỉnh chương trình đạo đức kinh doanh cho phù hợp. Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đã ngày càng được cung cấp thông tin tốt hơn về cách đo mức độ cam kết của một doanh nghiệp hay những nhà lãnh đạo đối với hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Thông qua các phương tiện truyền thông, một doanh nghiệp có thể nắm bắt được nhận thức của công chúng về mong đợi của họ đối với doanh nghiệp và vai trò của doanh, và vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng ghi chú thực tiễn thu thập ý kiến phản hồi của công chúng có thể khó thiết lập các cơ chế để theo dõi ý kiến phản hồi của công chúng do nguồn lực có hạn những cuộc họp không chính, thác, không chính thức với ngo và các doanh nghiệp khác trong ngành có thể là phương án hiệu quả về chi phí để đánh giá quan ngại của công chúng. Cuối cùng, như sẽ thảo luận trong chương 10, APE hoạt vận động sự tham gia của các bên liên quan bằng cách giám sát, theo dõi và báo cáo những về những hoạt động trong lĩnh vực mà các bên liên quan quan tâm, đặc biệt là xã hội, phản ứng của xã hội và phương tiện truyền thông đối với các báo cáo về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là những thông tin quý báu và tạo điều kiện tiếp tục của đối thoại. Tóm tắt, Điều tố quan trọng đối với sự thịnh vượng của doanh nghiệp là và khả năng đáp ứng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan. Của doanh nghiệp là chủ sở hữu và nhà quản lý nắm được những tiêu chuẩn và quy trình của doanh nghiệp có được tuân theo không và những mong đợi hợp lý của các bên liên quan có được đáp ứng không. Trong mọi trường hợp, nguồn thông tin là các bên liên quan đến doanh nghiệp, ví dụ như nhân viên, người thừa hành, khách hàng, nhà cung cấp và các cơ và cơ quan quy định chủ sở hữu và nhà quản lý của APE phải xây dựng kế hoạch truyền thông cho các bên liên quan về tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp. Họ có thể làm việc này bằng cách trả lời hai câu hỏi cơ bản sau. 1. Làm thế nào để chúng ta thông tin liên lạc về những tiêu chuẩn và quy trình cho mình và nuôi dưỡng những mong đợi hợp lý của các bên liên quan một cách hiệu quả nhất? 2. Làm thế nào để chúng ta biết được nhân viên của mình tuân theo các tiêu chuẩn này và mong đợi hợp lý của các bên liên quan được đáp ứng? để thông tin liên lạc về các tiêu chuẩn quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp chủ sở hữu và nhà quản lý sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông chính thức và không chính thức, giáo dục đào tạo và phát triển và khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan để đảm bảo ban giám đốc nắm được những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp chủ sở hữu và nhà quản lý phải thiết lập các cơ chế khác nhau phù hợp với bối cảnh liên quan và văn hóa tổ chức của công ty như theo dõi kiểm toán báo cáo và khảo sát các bên liên quan. Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm bằng lấy kê một Ai trong doanh nghiệp của chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng các niềm tin, cốt lõi của doanh nghiệp được văn bản hóa và phổ biến cho nhân viên, người thực hành và các bên liên quan khác? 2. Chủ sở hữu và nhà quản lý trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn, quy trình và kỳ vọng của doanh nghiệp cho nhân viên, người thực hành và các bên liên quan khác như thế nào? 3. Chủ sở hữu và nhà quản lý có thể mong đợi nhân viên và người thực hành báo cáo về hành vi sai phạm mà họ quan sát được không? Nếu không thì vì sao? Nếu không thì những cơ chế nào đã sẵn sàng? hay cần phải sẵn sàng để chủ sở hữu và nhà quản lý biết được việc gì đang diễn ra trong cơ quan. Bảng biểu RPE9 biểu mẫu đánh giá nhu cầu truyền thông biểu mẫu RPE9 dưới đây có thể được sao chép để sử dụng trong tổ chức của bạn. Biểu mẫu này sẽ giúp cho chủ sở hữu và nhà quản lý tiến hành phân tích nhu cầu để xác định các bên liên quan cần biết những gì. Bạn hãy sử dụng các công cụ đánh giá chuẩn phỏng vấn nh nhóm tập trung khảo sát, đánh giá tài liệu và quan sát trực tiếp để trả lời những câu hỏi dưới đây. Bảng biểu, bảng biểu RPE 10, biểu mẫu kết quả của chương trình đào tạo. Khi sử dụng biểu mẫu RPE 10 dưới đây, những người thiết kế chương trình đào tạo có thể đi từ kết quả mong đợi của chương trình đạo đức kinh doanh và những chủ đề đào tạo cụ thể để trình bày rõ ràng các mục đích của chương trình của chương trình đào tạo. Khi bạn điền vào biểu mẫu RPE 10, có thể sao chép biểu mẫu này để sử dụng trong doanh nghiệp, hãy xử lý riêng từng ô đối diện và kết quả của chương trình. À, thì thực ra đây là hai cái bảng để điền và, điền vào cũng như là để giúp các bạn tự đặt tự đặt ra câu trả lời cho chính bản thân của mình Đấy, um, ok và đây cũng chính là những lời mình muốn nói trong cái là cuối cùng mình muốn nói trong lần game này rồi và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối video uh, cuối cái phần game này ok thank you và hẹn gặp các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau bye